Và có thể thấy là có một điều rất thú vị khi chúng ta theo dõi từ đầu đến cuối của chương trình này. Các khúc đầu tiên cũng là các khúc kết thúc chương trình. Nó như một vòng quay, một vòng lặp, một vòng tuần hoàn mà đủ để cho chúng ta cảm thấy rằng ngày hôm nay chúng ta đã đạt được điều gì đó, đã đạt được ít nhất là một sự thành công và một sự mãn nguyện nào đó từ ngay chính các vị giám khảo đang xem chương trình và cũng đã ra những câu điểm cuối cùng của mình. Sinh viên đây được thấy tiếng Anh ở tại phần đất của chúng ta, nhưng những ca khúc, những câu chuyện, những điều mà chúng ta đã thấm từ những giá trị mà chúng ta đã học được thì chắc chắn quên cúng rồi bạn, thì cũng tổ chứ ngoài và hòa bình đáng quý như thế nào, mồ hôi xương máu con cha chúng ta đã đổ ra bao nhiêu. Các bạn nào đã học văn hóa thì sẽ chúng tôi mà chứ không, tôi sẽ mời những người khác. Đây là ưu tiên dành cho một tên vị mà có rất nhiều những khán giả đây, không ai. Các bạn nào nhận vị muốn lên đây cùng chia sẻ cảm xúc với tôi ở trên này, xin mời nhất ca sĩ của những ca khúc vừa rồi. Ngày hôm nay ngoài trên trường bài, tôi muốn hỏi là năm đơn vị còn lại thì trong năm đơn vị còn lại thì tiết mục nào mà để lại cho bạn một cái cảm giác ấn tượng nó sâu sắc nhất và lý do vì sao không? Bây giờ ban giám khảo đã đi hết rồi, kết quả chúng ta không thay đổi được cho nên không phải lo. Các tiết mục và đối với mình ấn tượng nhất ngày hôm nay thì sẽ có hai tiết mục. Thứ nhất là tiết mục của đội chủ nhà ngày hôm nay, đó là tiết mục múa. Tại vì hôm nay chương trình mình là chương trình các cách mạng, các bạn biểu diễn một tác phẩm múa cũng hơi lạ, nhưng mà không ra là nhưng mà thật ra mình rất là đánh giá cao tiết mục đó, bởi vì thật ra là các bạn đã đầu tư, các bạn đã thể hiện. Tại vì đối với diễn viên của mình là một người đi diễn nhiều và mình biết rằng có bài hát nhưng diễn xuất mà múa không bao giờ đạt được. Có nhà chương trình một chục lần thì các bạn cũng phải làm y như thôi một chục lần, nên rất là trân trọng các bạn đã lên thể hiện hết cả những cái gì mà cao mê cảm xúc về hội diễn. Chúng ta đã trải qua chúng ta đã rất lâu rồi, nhưng mà những cái cảm xúc xuống hương thì bỏ không có lẽ đúng là mình trọng vẹn nhất, nhưng mà có thể nghe được các chàng vỗ tay và khích lệ từ dưới để quay được 7 phút nữa, và khi các bạn ba chục phút nữa quay được 7 phút nữa từ đứng từ ngoài mình nhìn vô các bạn rất mệt, nhưng các bạn đã cố gắng hết sức mình để cống hiến cho một tác phẩm chứ không phải là thi nữa, một tác phẩm hết sức mình cho những người xem. Đó là tác phẩm mà em thấy rất là ấn tượng. Và một tác phẩm thứ hai đó là tác phẩm thứ hai là tác phẩm bây giờ nói thì cũng hơi là chủ quan ha, khen mình cũng hơi kỳ, khen mình là chắc là năm đơn vị còn lại thì em rất là sao nhỉ, em có thích một có nghe một bạn nam hát cái bài tiếng hát gia đình mất bóng của đơn vị nam hay gì, tại lúc đó anh đang thay đổi ngoài dạ lời rất là tốt, bạn nam rất là thầy cố gắng rất nhiều mà những cái bài tiếng hát gia đình mất bóng thì đang còn về được nữa thì nó thể hiện là tốt hơn, nhưng mà bạn nam nó đang tập luyện còn mình nghe nó khá là trong trẻ và mình đã ô thế rồi, đây cũng là một đối thủ đáng gần đấy nhỉ. Ơi bây giờ câu hỏi này nó hơi mang tính chủ quan mà đúng chủ quan cho mình. Bạn suy nghĩ rằng giải toàn đoàn thì đơn vị của bạn sẽ đứng vị trí phải có nhiêu thì đúng hết chắc nhất rồi, con là chia sẻ cảm tình nha. Dạ rồi, thật sự thì ngay cả suy nghĩ và là ước mong thì ai trong cuộc thi á, thì ai cũng muốn mình thắng chứ ai muốn mình thua cả. Ra thi với nhau thì thật ra cũng chưa là chính chứ anh gì thì không ai nhận cả những gì là kỹ thuật và đâu ai thích được là so sánh với nhau, nhưng mà thật ra thì nếu có sáu giải thì em vẫn hy vọng, không là em nghĩ rằng tôi tin rằng đội nhạc Việt sẽ nằm ở dạng ở giữa, tại vì cuộc sống em thích là ở cái cân bằng. Ở giữa là một phương án rất tuyệt vời bởi vì nó sẽ trong thêm một ngoài ấm. Đương nhiên là những cái trường hợp mà người một mình ngồi từ trên đây cái búa thì nó không xảy ra bởi vì thấy nãy giờ là các bạn đều có dàn có việc, cho nên là nếu mà chèn mình ở giữa cũng đều là êm đúng không? Và anh sẽ chúc cho nhạc viện là ở giữa, nhưng mà ở giữa ở một vị trí nào các bạn thích nhất?
Rồi, cảm ơn bạn nhân rất là nhiều. Bây giờ thì để làm một cưới chọn tiếp theo, xin mời một người đã xuất hiện trên sân khấu và bây giờ thay bộ tư một lần thì một xin mời bạn áo đen. Cũng lại là một cái đen. Chắc hẳn các bạn cũng lớn bạn xem nhiều sách nhiều nữa, xem sách nhiều nữa. Cho nó xuống miếng đi, quá nó thấp. Các bạn đã tập luyện trong bao lâu và các bạn cảm thấy mình đã biểu diễn được bao nhiêu phần trăm công lực mà mình có thể? Mở ra. Rồi. Đến cái chương trình này là thứ nhất là thổi phồng văn hóa của một chương trình của đoàn thanh niên. Bất tiêu đề là mình các nhóm tuyên truyền tập công tác mẹ là những cái lực tuyên truyền làm sao những các công tác mẹ ở bên trái lại đuổi như này nó bè rộng lớn về thời gian hai là các em sinh viên và trong trường cô các chú bắt một là dạy cái giám kéo kẹo nhỏ mẹ chương trình này may lắm và chúc quý vị một điều là chương trình này rất là vui nhiều cái gì được giao lưu học hỏi như các trường cũng nhau đối với cái chương trình này thì trường bên em thì cá nhân bên em thì có hai tốt một tốt khác và tốt muốn phải tập luyện với nhau tại vì trường thì có đặc thù là mình phân chia học ca sáng ca trưa và ca tối nên các biến độ tập luyện thì là bộ độ cũng khác nhau. Cái việc như bên em thì hát thì là cho các bạn học ca tối để tập luyện. Thì bên em thì phải học cũng được hơn một tuần. Còn các bạn ca sáng quá nhiều quá. Quá là 4 ca, 5 thì cũng nói quá nói. Còn thời gian để tập luyện thì cũng xếp theo từng cái lớp học phù hợp với công việc và cái việc học tập của bạn. Đến với cuộc thi ngày hôm nay ngay từ đầu tao nhìn áo mạnh làm sao để tuyên nói chung truyền là tao thấy cái điện bộ hát máy tớ cảm thấy nhức đầu rồi cũng như là một hoạt động của đoàn thanh niên thì bất tư tưởng là những tinh thần là cho nên là chính nhưng ai đi chơi sợ họ đi cái này là một sân già đấy chính vì vậy đang quay hoa hậu rồi mình hôm nay thi với tinh thần là và em nghĩ là chương trình cũng có một sự nhất định nào đó và sự cố gắng rất nhiều của các bạn. Nhất chúng là chị ơi! Người mình đi thi mong muốn là chiến thắng. Em rất mong là chúng muốn được chiến thắng. Thật ra thì tôi cũng muốn hỏi để tôi biết kiện cặn kẽ hơn cái quá trình mà các bạn chuẩn bị như thế nào. Bởi vì tôi biết các bạn trường múa đã phải hy sinh tập luyện rất nhiều. Trong quá trình mà đoàn khối bộ văn hóa thể thao du lịch đi tập huấn ở tại Bình Thuận thì các bạn trường múa lại vất vả lắm, không được đi tham gia tập huấn mà các bạn ở nhà tập luyện nghe đồn là tới 24/24 tập luyện thường trực. Bởi vì mục tiêu là phải mang đến một chương trình chất lượng thật cao để giành giải thật cao và đó là mình biết được chia sẻ, biết được luôn chia sẻ đó và mong muốn là phải lấy được một thành tích phải nói là tương xứng với trường múa. Và ngày nay chúng ta thấy là khối lượng và số lượng các bạn học sinh sinh viên có mặt trên sân khấu của trường múa như thế nào ạ? Hoành tráng đúng không? Và thay trả lời bây giờ thì ban tổ chức thì không quyết định được giải nhưng mà cũng mong là các bạn có giải tốt, nhưng mà ban giám khảo thì ở các mặt chúng ta là không nói được, nhưng mà thấy là cái sự nhiệt tình của Chí Thư như vậy thì có đảm bảo cho mình là một cái giải kết quả cao chứ không? Chí Thư đã đầu tư cho các bạn nghe đồn là các đơn vị khác thì chỉ đầu tư khoảng 200,000-300,000 đồng thôi, nhưng mà trường múa hình như đã đầu tư cho đơn vị trong tiết mục này là khoảng 30-40 triệu thì, đó là một sự có nghĩa là chúng tôi biết là các đơn vị còn lại cộng lại số tiền chi phí nhân lên 5 lần nữa thì chưa bằng được chi phí của trường múa để đầu tư ra, thì đó phải nói là một tinh thần tuyệt vời đúng không ạ? Hãy cho một tràng pháo tay về sự cổ vũ này. Em nghĩ là cái chương trình ngày hôm nay là tuyên truyền ca khúc cách mạng không phải vấn đề là đầu tư bao nhiêu số tiền, bao nhiêu quy ra sản xuất tiền, mà em nghĩ đầu tư của bên em trước hết đó là mặt tinh thần. Chất lượng thì chúng ta tất nhiên phải bỏ công, bỏ sức và bỏ cả tiền bạc nữa, phải không ạ?
thì em nghĩ là cái chủ nhà mà mình nói như vậy thì nó không phải là sân nhà mà đá sân khác, em không nghĩ là vậy, mà tất cả người ta kêu là cái gì nó cũng có một sự xứng đáng và cái bỏ ra là cái có được. Dạ, dạ. Thì để bên phía trường bên em nghĩ suy như vậy là xứng đáng, và khi mà mình có một sự đầu tư một cái phong trào, cái gọi là một cái phong trào của trường ta, cái nhất phong trào là sao mà theo em biết phong trào là sao mà em phải đạt được luôn. Đẹp núi quá, núi á, núi hiểm gì. Đây là núi kìa. Chia chưa? Em bỏ thêm mà. Chị là thì nó là cái nhà phong trào rất là văn thì cái sự đông đúc hay là có người điểm khác, ngay cả các bạn đứng ở trên sân khấu hát các bạn muốn về các vấn đề các bạn đã là một tuyên truyền viên, đúng không ạ? Thì càng nhiều người tham gia thì cái đó là các điểm hay điểm mạnh của trẻ con, nhưng mà điểm dù không nói về vấn đề tiền bạc mọi đó đi, nhưng cái gì đấy thì em chuyển em và mọi người nghĩ là rất là nhớ đúng rồi. Xin mời chào ông, phải nói là có nói là sự biết đúng không? Sự hy sinh bất khả như thế nào đồng chí bí thư khủng khiếp, hy sinh khủng khiếp, thậm chí là đồng chí bí thư luôn đã bỏ thời gian để hẹn hò với người yêu riêng bàn tay của người yêu để đi tập cho các bạn đó. Cho nên là chúng tôi cũng rất là chia sẻ với đơn vị chủ nhà, bởi vì đơn vị chủ nhà đã phải hỗ trợ cho ban tổ chức rất nhiều từ những khâu cơ sở vật chất như thế này. Bắt đầu là chương trình của chúng ta tiếp tục ở nhạc viện cơ, nhưng mà bởi vì ở nhạc viện thì hệ thống ánh sáng thì cũng tương đối đơn giản và cũng không có cái màn chiếu ở phía sau thì chúng ta có thể thể hiện được ý đồ, cho nên là đưa về trường múa. Và ngày nay chúng ta có một buổi sự trọn vẹn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng với chúng tôi rất nhiều những điều thú vị mà chúng tôi chưa biết về đội chiến thuật của mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Và bây giờ bạn có thể xuống dưới để tôi mời một bạn nào. Xin mời một bạn của Đại học Văn hóa. Và em có thể là một diễn viên, một ca sĩ hoặc là một khán giả. Chúng một bạn của Đại học Mỹ Thuật lên đây cùng với tôi luôn. Hai bạn. Một văn hóa của Mỹ Thuật. Không có gì đâu mà phải nhận. Lúc này chúng ta muốn nghe chia sẻ hết phần hồ để chúng ta sẽ xem là hồi nãy em cảm thấy là phần thực hiện của đội mình điều gì làm em hài lòng thì chưa hài lòng. Rất là tốt và rất là thành công.
từ từ em cứ giới thiệu em tên gì ở đâu. Em có thể tự giới thiệu một chút về mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.